Tôi xin nói về lai lịch một vị thánh nhân đã tu theo pháp môn Cao Đài. Vì sao? Năm 1996, thời kỳ đạo bị bế, sau khi nhận nhiệm vụ trả quyền tự chủ cho đạo Cao Đài, thì vị này có sự suy nghĩ đạo đã bị bế mà trả thì trả cho ai, cho nên mới có ý định đi tìm. Sau khi đi tìm chủ quyền đạo và nơi nào có cái chân đạo, thì đi rảo 18 phận đạo chung quanh đền thánh tọa thánh Tây Ninh, thấy điều là giả cả, ai cũng tranh quyền tranh chức, ai cũng chia phe rẽ phái, không có một cái tình thương, không có sự chân thật. Cho nên cuối cùng ngài không còn tin ai được nữa. Đúng là thế gian, cho nên ngài về nằm đêm suy nghĩ. Bây giờ mình thử kinh Cao Đài, nếu nó linh thiêng giải thoát thì mình tu, còn nếu nó giả thì thôi, không nghĩ đến đạo giáo, giáo lý Cao Đài nữa. Cuối cùng ngài đã quyết định thử kinh bằng cách làm lễ mình tự chết cái đời, sống cái đạo, ăn chay trường, chỉ biết sống vì đạo, vì tinh thần mà thôi. Tiến hành ngay ngày mùng 1 tháng 11 năm 96, ngài tiến hành làm lễ quy thiên, rồi sau đó tụng cũ cho mình, tụng từ cũ nhất, khai cũ, cũ nhất cho tới cũ cũ 81 ngày, thì tự nhiên có sự suy gẫm trong kinh. Vì mỗi bài kinh ngài tụng thì trong chính ngày đó ngài học từ bài cũ để tìm hiểu ý nghĩa của nó, cho tới cũ cũ thì ngài không còn ở nhà được nữa, đầu óc nó điên loạn nhất, buộc phải đi ra tìm những nơi mà trong kinh đã để, như câu kinh vào Loa Âm Kiến A Di, bộ công Di Lạc Tâm Kỳ Độ Sanh, vậy Loa Âm Tự ở đâu đi tìm, rồi có câu kinh cung trí giác trụ tinh thần, quần hư màu nhiệm thác trần đăng tiên, vậy cung trí giác ở đâu, trí huệ ở đâu. Từ đó ngài mới bỏ nhà ra đi, đi tìm những nơi đó. Cuối cùng ngài đi tìm mới biết được đạo Cao Đài, ngoài tòa thánh ba đài ra, nó còn có trí giác, trí huệ, trí giác, vạn pháp, ba cảnh giới bên ngoài. Cho nên ngài đi lần lượt vào các cảnh giới đó, vào các cơ quan đó để tìm hiểu. Cuối cùng chỉ có về nơi trí giác mới trú ngụ được, còn các nơi khác người ta không cho, buộc mình phải có đủ giấy tờ hợp lệ xin tạm trú như thế này thế kia, khó khăn quá, đạo giáo mà khó quá. Cho nên cuối cùng ngài ấy trở về trí giác, trụ tinh thần ở nơi đó để luyện đạo. Khi về trí giác, quen được rất nhiều vị đạo tâm lâu đời, như ông Bảy Hòa Hiệp, ông Hai trụ ở trí giác, rồi cuối cùng trở lại ở trí giác. Tứ thời nhật tụng theo đúng theo pháp môn Cao Đài. Ở nơi đó suốt 3 tháng thì ngài đã thấu đáo được hữu hình, tìm hiểu được tất cả mọi cái
và 3 tháng thì đầu không còn nhức nữa, hết bệnh. Bắt đầu mới có suy gẫm mình vào cái đạo Cao Đài, mình theo về hình thể, nó là hữu hình, tức là về nơi Phật mẫu tạo hóa, hữu hình. Bây giờ muốn trở về Chí Tôn để đạt cơ siêu thoát phải tìm về cảnh giới hư vô. Cho nên có suy nghĩ đó, 3 ngày sau vào lúc 4 giờ tự nhiên cái đầu tái nhức trở lại. Ngài vào cầu nguyện với Đức Phật mẫu cho con hết nhức đầu, thì con hứa 3 ngày sau sẽ tìm về cảnh Tây Phương. Vì con hiểu chắc có lẽ cảnh giới đây không phải là nơi mình tìm để mà gỡ gắm tinh thần. Sau khi cầu nguyện, bước ra khoảng 10 phút sau, cái đầu đã rỡ hết bình thường trở lại, trở thành một người minh mẫn, bình thường. Rồi, Ngài buộc phải sửa soạn để rời khỏi nơi trí giác, đi tìm về cõi Tây Phương Cực Lạc. Giả từ các vì các bác các huynh để ở nơi trí giác, rồi ra đi. Ngày thứ 3, Ngài tiến hành ra đi, lên xe đạp đi từ ở trí giác, chạy cho về trở về tòa thánh. Trong thời gian chạy đi như vậy, đầu suy nghĩ, bây giờ về cảnh Tây Phương là ở đâu? Thôi giờ mình lấy đền thánh làm trung tâm, hướng về hướng Tây để tìm cõi Tây Phương. Khi nghĩ ra được điều này, vị ấy lên xe chạy về ngay cửa xứ Bãi, vào đầu xứ đường ngay ngã tư, rồi hướng về hướng Tây, chạy ra cửa xứ 4, chạy về cõi phương hướng Tây. Cứ vậy mà chạy mãi, chạy cho tới cùng đường, cuối cùng ra tới giếng mạch, hết biết đường. Thì chạy trở tới khoảng vài trăm thước thì có một cái thánh thất mới vào đó. Khi vào đó, người ta nói nơi này là nơi của thượng phẩm, tức là khảo xá hiền cung. Rồi mới vào đó, xin ở nơi đó để tu hành lập công bồi đức. Khi vào nơi đó người ta trị bệnh hốt thuốc nam, làm phước ở nơi đó để phụ giúp làm nhiệm vụ đó. Ngoài ra còn phụ bàn thi sự để trực tụng cũ ở thánh thất mỗi ngày. Vào giặc chiều tối thì ngủ ngay tháp của thượng phẩm. Sau khi ở nơi đó mới phát hiện được quyển sách của thượng phẩm để lại, cuốn đạo pháp của thượng phẩm, cho nên coi rồi mới tìm hiểu thêm, mới biết là con người và đạo giáo như thế nào. Đạo Cao Đài có 3 đài. Bát Quái Đài thể hiện một âm một dương, Hiệp Thiên Đài thể hiện một dương hai âm, Cửu Trùng Đài thể hiện một dương ba phần âm, cộng lại tất cả là 9. Rồi từ đó mới tìm hiểu. Sau khi ở nơi đó tròn một tháng thì có một vị mới nói rằng Cao Đài cũng có không có cảnh Tây Phương mà chỉ có Cực Lạc cảnh chứ không có cực Tây Phương Cực Lạc. Thì thôi, thấy được cái cảnh giới Cực Lạc cảnh thì thôi mình để tìm về đó đi, để tìm coi cái Cực Lạc cảnh là gì. Cuối cùng mới ra đi, đi ngược trở về Bích Một, chạy vào cửa số 4 chùa. Trên đường đi ngẫm nghĩ, tự nhiên thấy một cái bảng để cảnh Cực Lạc cảnh, chỉ mũi tên vào, theo con đường đó chạy vào. Khi vào cùng đường thì sẽ thấy là Cực Lạc cảnh, rồi mới vào đó. Khi vào đó, vào khoảng 2 giờ, các vị đạo tâm đã cúng kiến xong, ra về thì mình mới vào. Khi vào thì gặp chú Năm, quản lý nơi Cực Lạc cảnh, hỏi
về lai lịch của mình, đi đâu, tìm gì, tìm đạo như thế nào, nói cho ông Năm nghe. Ông Năm nói, tôi đã nằm chiêm bao ba bữa rồi, thấy có một điềm chiêm bao, có một vị rất trẻ đến để tìm đạo và hỏi thăm, mà nay ba ngày nay không thấy ai, chỉ thấy một mình chú rất trẻ mà có tinh thần giống như cái điềm chiêm bao. Tâu thôi chú ở lại đây đi, rồi tu hành lập công bồi đức để đào luyện thêm. Sau khi chấp nhận bước vào nơi cực lạc cảnh, đi vào tìm các cảnh giới nơi đó, thì nơi đó toàn bộ là các vị Phật hình tượng hết. Ý chỉ là nếu về cõi Tây Phương thì các vị Phật đều là hữu hình, đều là tại thế, chứ không có phải như là cảnh du di chỉ có tưởng tượng mà thôi. Cho nên thấy cảnh giới như vậy mới ở lời đó một tháng. Trong một tháng đó, vị này mới giúp cho ông Năm để vận hành, khuyên các vị đạo tâm đóng góp thay đổi cái đại hồng chung nơi đó đã nứt như trái khế rè không. Rồi cuối cùng rồi mới đưa ra ý định vận hành, nói lên để cho bà con đạo tông đóng góp số tiền để mua lại cái đại hồng chung mới. Sau khi tới ngày rằm cúng kiến xong, lên đưa ý kiến bà con, các vị đạo tâm, các huynh đệ đóng góp được 3 triệu. Thì ông Năm mới nói một cái đại hồng chung mới là 5 triệu, còn mua lại cái đại hồng chung cũ 1 triệu, tức là còn phải 4 triệu, rồi cộng tiền xe khoảng 4 triệu mấy trăm mới đủ. Mình mới vận hành mới có được 3 triệu thôi, tiếp tục. Sau khi tới bữa mùng 1 cúng xong, tiếp tục tiến hành để vận hành, bà con đạo tâm, các anh em huynh đệ đạo tâm đóng góp thì được tiếp 1.400.000 nữa, là tổng cộng hai lần là 4.400.000. Thì tiến hành chở cái đại mướn cổ xe 400.000 chở đại hồng chung cũ, chở xuống nơi đại hồng chung mới, đánh đổi và bù thêm 4 triệu vừa đủ luôn. Như vậy thì đã hoàn tất được cái đại hồng chung mới, hiện giờ nằm trong cực lạc cảnh. Sau khi ở đó một tháng, làm xong nhiệm vụ thay đổi đại hồng chung thì mới có cái ý định bây giờ mình phải trở về trí giác coi coi như thế nào. Chứ mình đi như vậy về tới cõi Tây Phương rồi, tới cảnh giới rồi. Cho nên vậy đó, sau khi làm xong nhiệm vụ trở về trí giác, khi trở về trí giác tứ thời nhật tụng bình thường ở nơi đó, cúng kiến lập công, cắt kiển tưới hoa làm nhiệm vụ một thời gian, thì nhìn hữu hình đoán được vô vi, nhìn hết cảnh giới nơi trí giác mà vị này đã thấu đáo được cảnh giới vô hình kia. Xong, vị này mới nghe được một bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp có nói: bần đạo đã cầm nhiều cái cờ cứu khổ mà hồi đã giật xé hết rồi, cuối cùng chỉ còn cái cờ cuối cùng bần đạo đem giấu nó ở hốc núi, nhưng mà không sao, sau này dễ kiếm rồi lắm, chỉ cần mình cũng như đi câu có cái mồi gì thì câu được cái nấy, mình chân thật thì câu mồi chân thật, mình giả câu mồi giả. Cho nên tới nghe như vậy, vị này mới đi tìm cái chánh pháp mà Đức Hộ Pháp đã cầm cái cờ giấu ở hốc núi Bà Đen.
Thành ra nhìn ở trí giác nhìn về núi Bà Đen, tức là cái nơi đó là nơi quê hương nhà của mình, mà tại sao bấy lâu nay mình không biết. Rồi sau khi hiểu được cảnh giới vô hình đó, vị này từ giả trí giác bắt đầu ra đi vòng ngoài để tìm về cõi hư vô thật sự của Đức Chí Tôn. Vị đời kết thúc bắt đầu trở về nhà đi tìm. Khi đi về nhà tìm vòng vòng khu vực ở Bò Bắc thì có một nhóm đạo tâm tu, người ta nói là đó là đạo rù rì á. Vì sao? Vì họ tu khi có người đến thì họ không có nói chuyện, mà không có thì mới nói, dường như có một bí mật giấu bên ngoài, cho nên người ta mới gọi là rù rì. Sau khi vị này trở về nơi đó, vào nơi đó thấy người ta cúng kiến tu hành, cúng thờ trưa, thờ khuya, cũng là tứ thờ, nhiệt tụng, cho nên mới vào để mà xin nghe đạo, học đạo để tìm hiểu, nhập vào tu hành. Thì người ta không cho, người ta mới đưa ra một ý định. Khi nào tôi, nếu người tìm đạo, khi nào tôi đưa 5 câu hỏi về đạo đức cao đài, đạo pháp cao đài mà trả lời được thì mới cho nhập vào đây để tu với anh em. Anh em đây là đạo tâm. Cuối cùng tôi chấp nhận, thì người ta hỏi 5 câu, tôi trả lời được có 3 câu, còn 3 câu không thể biết được. Rồi thôi về, tới kỳ sau ngày rằm đi vào lần thứ 2. Khi chờ anh em cúng kiến xong ra ngồi trò chuyện tâm sự thì mình mới vào để nói chuyện. Thì nơi đó cũng đưa ra ý định y như xưa, tức là đưa 5 câu hỏi khác. Nếu trả lời được thì cho vào, trả lời không được thì thôi. Thì cuối cùng đưa ra 5 câu hỏi khác, tôi đã trả lời được 4 câu, còn 1 câu không được. Rồi thôi về. Qua lần thứ 3 vào ngày mùng 1 tháng 11, tôi vào lần thứ 3 thì anh em đạo tâm cũng vẫn giữ ý định đó, hỏi 5 câu khác nữa để mình có giải quyết được không. Khi vào lần thứ 3 hỏi 5 câu, cuối cùng vị này trả lời được 4 câu, vẫn còn 1 câu không thể trả lời được. Nhưng anh em nơi đó đã có sự tính toán là cho vị này vào tu hành, vì vị này đi tìm đạo thực sự chứ không phải là giả hay là đi tìm để được phá bắt bớ gì. Cho nên nơi đó sau khi trả lời được 4 câu thì vị chủ nơi đó mới cho đưa ra ý như vậy. Thôi tôi nói chú như vậy, chú trả lời được 4 câu thì đúng là người có ý đi tìm đạo, anh em cũng đồng ý cho tu vào đây, nhập vào để mà tu hành, tìm hiểu, học hỏi, tấn hóa. Nhưng mà phải lên xin cầu nguyện hai đấng, coi có hai đấng có đồng ý hay không. Tôi mới hỏi hai đấng là ai, thì trả lời hộ pháp và hiến pháp. Đó là hộ pháp là Di Lạc, hiến pháp là Quan Âm, là thể hiện âm dương của đạo. Nếu vào đó mà xin keo hai đấng đồng ý thì anh em mới cho. Tôi mới trả lời hộ pháp là người đã dẫn dắt cái chân linh tôi đi tìm đạo, đi tìm các nơi để tu hành. Tôi sống vì hộ pháp, tôi nghe lời hộ pháp mới tìm được đến đây. Thì nếu anh em cho thì tu, không cho thì thôi, chứ còn đợi hộ xin keo cái gì nữa. Sau khi tôi trả lời anh em đồng ý thôi cho vào tu thì tiến hành nhập môn. Đây là đường lối đạo tâm.
nhập môn, bước vào để mà tìm hiểu học hỏi về đạo pháp Cao Đài. Khi vào đây mới biết đây là đường lối bí pháp của đạo Cao Đài, do Đức Hiến Pháp đã mở năm 1972. Cho đến ngày nay rất nhiều đạo tâm như vậy thì ở đó mới lập công để đánh đổi tìm hiểu đạo pháp bài vở kinh sách trong Hiệp Thiên Đài. Từ đó mới có đủ tài liệu bên đường lối bí pháp để mà đào luyện học hỏi. Thôi tôi xin kết thúc tới đây. Đó là nguyên nhân đi vào đường lối để tìm đạo pháp Cao Đài. Để tập thứ hai sẽ nói tiếp tục về quá trình đào luyện như thế nào. Các đấng mở trí huệ, trí tống khóa nơi quần công như thế nào nếu người đã luyện đạo đúng. Thôi xin tạm biệt.